đi lên mọi người ạ. Ui rồi ôi nó hồi sinh kìa. Thế là team này 1v4 rồi mọi người ơi. Phát này 1v4 rồi, nguyên một team. Ui nguyên một team ở dưới này. Lốc một tên. Mình đã lốc một tên rồi này mọi người. À tên kia vừa mới được hồi sinh thôi. Còn 3 tên nha mọi người nha. Súng mình thì còn 30 viên đạn thôi, 45 viên đạn. Rồi pha này không biết có cần được 4 không. Không biết là có cần được 4 không. Một tên nhảy ra này, lốc tiếp một tên luôn này. Còn 28 viên đạn để cân team pha này rồi mình sẽ liều. Hey nhô nhô, chào cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Mèo Xúc Xích. Thì hôm nay mình sẽ đi ba nha mọi người. Có một bạn đang gần thôi, với mình đang gần nữa. Còn bạn kia mới là Pinacia thôi mọi người ạ. Cái danh cao thủ ấy. Cái bạn ấy chỉ có 2 sao thôi. Mà bây giờ mà muốn lên được leo gần ấy, thì mọi người phải có 12 sao. Thì phải 12 sao tương đương với là tầm, nó rơi vào khoảng 5.000 mấy điểm ta. 5.300 điểm thì phải. 5.200 điểm nha mọi người nha. Rồi mình sẽ công luôn sang cái khu bên cái khu gian bầu này. Cái khu bên Noji Temple kia thì không có ai mọi người ạ. Sợ thật đi, không có ai. Không biết là bên gian bầu này có người không ta. Rồi mình sẽ bay lên cao để mình check nha mọi người nha. Đó, có Linza nó lợi ở cái chỗ đó. À, mình thấy một tên này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, một pha sấy hơi lộ vị trí của mình rồi. Và cái trận này thì mình vừa kịp nhặt khẩu. Đấy là khẩu AK-47 với khẩu QBZ nha. Hai cái skin mới cộng với cái skin nữ hoàng đỏ mình mới quay hôm qua ấy mọi người, mới mở hòm hôm qua ấy. Ui rồi đồng đội mình lốc một rồi, mình cũng lốc một cho nó bằng đồng đội mình luôn mọi người ạ. Lốc một thôi, ở trong này còn duy nhất hai tên nha mọi người, còn duy nhất hai tên thôi. Mình sẽ bay lên chỗ trên cao này, trên cao lúc nào nó cũng bắn nó sẽ lợi hơn nha. Rồi đồng đội mình bay sang bên kia rồi thì mình sẽ bay sang bên này. À một tên kìa, một tên này. Ui rồi ôi, khẩu này bắn tầm kiểu tầm trung hơi giật ấy, bắn tầm gần thôi mọi người ạ. Khẩu này bắn tầm gần đấy nha, mình công lên luôn nào. Làm sao? Ui rồi ôi, đồng đội mình nhanh thế, lốc 2 luôn ạ. Đồng đội mình lốc 2. À, tên kia đang cứu kìa. Tên kia đang này thì cứu với chúng tôi này. Ui rồi nó đứng ở trong cái hồi máu bắn mãi nó không chết. Ui rồi ôi. Đồng đội của mình làm nhẹ ba mạng luôn mọi người ạ. Sợ thật, nó đứng ở trong cái chỗ hồi máu này. Bắn nó không chết đi mọi người, sợ thật. Cáu thực sự cái pha đấy mình ăn được mỗi một mạng thôi nhưng mà không sao. Còn cái bạn, một bạn là người nước ngoài, hình như là bạn của đồng đội của mình thì phải. Đồng đội của mình là số 2 nha mọi người nha. Cú em của mình số 2. Còn các bạn số 3 kia là người nước ngoài này, gọi là xin vào chơi chung ấy, nên là thôi kệ. Đi gọi là 3v4 cũng được mọi người, cho nó nhẹ. Chứ 2v4 thì nó, nói chung là nó khó hơn một tí, nhưng mà bắn nó vẫn được nha mọi người nha. Ở trong khu gian bầu này chắc có mỗi team đấy thôi. Thì cú em mình làm 3 mạng, mình làm một mạng thế là ngon rồi. Và mình đang chơi AK X3 này. AK bắn X3 là hợp lý rồi mọi người ạ. Bắn X4 thì hơi khó. X4 thì sẽ cho M4 cơ. Vì cái khẩu AK nó giật kinh lắm mọi người ạ. Đó là chủ yếu là có đồ mới thì cầm vào cho nó đẹp thôi. Chứ không bắn cái khẩu AK bắn tầm xa thì thôi, nó giật lên tận nóc luôn đấy mọi người. AK trông cái này thôi, chứ bắn là bắn tầm xa, bắn nó cực kỳ là khó nha anh em nha. Bắn tầm xa thì ưu tiên là M4 mọi người ạ. Đây rồi, được thêm mạng nữa này. Đó, AK mình xài X3 nha. Xài X3 thì chỉ tầm bắn tầm trung đổ lại thôi mọi người ạ, chứ tầm xa thì bắn khó lắm. Rồi, không nhờ. Lên cái khu người máy vỡ lát này xem mà còn ai ở trên này không ta. Chắc là khu này anh chả có ai đâu. Thôi di chuyển luôn nha anh em ơi. Ở dưới này thấy có team UFO này. UFO này, đồng đội mình làm một mạng rồi. À, số 3 là một mạng rồi kìa. Lốc 1 nha mọi người nha. Không biết ở đây có mấy team. Cái UFO ấy, mình đánh dấu mình chạy thẳng sang bên UFO luôn. Bên UFO này, cái UFO vứt bên dưới chắc là hết xăng mọi người ạ. Chứ còn UFO mà còn xăng ấy thì nó lượn lên trên đầu và bắn rất là khó chịu ấy mọi người. À, một tên ở đây này, mình thấy một tên ở dưới xa xa này, chỗ hòn đá rồi. Nhưng mà kệ tên ấy đi, mình sẽ cover đồng đội của mình nha. Đây rồi. Ui trời ơi. Ui giời. Đồng đội mình lại lốc cái tên ở đấy rồi, mình vừa mới nhìn thấy xong. Cái góc của đồng đội của mình nó khá là đẹp, đứng thẳng mặt luôn ấy. Mẹ ở trên cao nữa thì bắn nó sẽ dễ hơn. Còn mình là đang đứng chéo cánh nên là thành ra là chỉ là cover thôi anh em ạ. Đây rồi, mình sẽ confirm này. Ui giời, đồng đội mình bị lốc luôn rồi kìa. Đồng đội mình bị lốc rồi. Hai tên đi về mới cắt bụi nha mọi người nha, còn hai tên nữa thôi. Còn hai tên duy nhất mọi người ạ. Ở đây như là hai team đang bắn nhau và mình vào, mình là team thứ ba hay sao mọi người ạ. Rồi, đồng đội của mình cũng hạ luôn được cái bạn kia rồi. Cái tên địch kia thì cũng đồng đội mình hạ luôn rồi, sợ thật ấy. Mình đứng xa quá thành ra bắn rất là khó. Đây còn một tên ở dưới này nữa này. Và mình sẽ ping cho đồng đội mình để ý nhé, không vừa cứu xong nó lại lốc luôn thì thôi. Ối rồi đã. À, UFO bay tới này mọi người. UFO bay tới. Ui mình sấy hơi chậm chứ pha đến lỗ UFO rồi. Ui rồi mọi người thấy AK không? AK mà bắn tầm 100m rồi cái X3 ấy. Bắn nó giật ui, ghim tâm hết màn hình luôn.
mà cũng không có thể nào mà kiểu ghim được tâm nó ấy. Đấy, 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 đấy. Ui rồi, ui. Còn chả trúng viên nào mọi người ạ, sợ thật. 40 viên đạn của mình bắn không trúng một viên nào. Rồi, thế là team đấy chết 3 rồi. Team đấy chết 3, còn một tên ở dưới này thôi mọi người ạ. Còn đấy, đấy, mọi người thấy không? Nào, thò cái đầu lên đây, thò cái đầu lên đây. Úi rồi ôi, lụm đầu một viên này. Mình sẽ hồi máu nha. Cái bo này đốt ấy thì nó sẽ chết cái hit ở bên dưới chứ nó không có mất máu đâu mọi người ạ. Mọi người phải để ý nha. Mọi người hồi cái hit đấy bằng bằng băng đít hoặc là bằng máu nha mọi người nha. Nó sẽ hồi cái hit đấy ở bên dưới. Nếu mà không có cái đấy thì mọi người sẽ bị chết bo ấy mọi người ạ. Rồi, đây đây có một tên này. Rồi ninja ra luôn. Đây rồi, đang đứng ui mũ ba luôn, đồ ba luôn kìa. Trời ơi, lụm luôn. Tên này có ốp này mọi người. Ôi vãi, tên này có ốp luôn này. Bốn bạn xem mình luôn à. Sợ thật, mình ăn có một mạng thôi mà bốn bạn xem. Trời ơi, đây là không làm mà cũng có ăn đấy mọi người ạ. Mình sẽ bỏ khẩu AK nhá, để demo cho anh em. Đấy là khẩu khẩu AWM AWM ấy mọi người, hay có một cái tên gọi khác. Đấy là khẩu ốp nha mọi người nha. Đấy, đẹp không? Ha, đẹp đấy. À, tiện đây mà anh em nào mà muốn nạp mà nạp cái kẹo của game này, nạp candy ấy, thì mọi người cũng có thể liên hệ với mình nha. Mình sẽ giảm giá 70% so với giá trong game cho mọi người, nên mọi người cứ yên tâm và thoải mái nạp thôi. Rồi mình sẽ vào bo với đồng đội mình luôn. Đồng đội mình đi khá là xa rồi, mình thì lụm đồ. À, có một tên đang bay đấy. Ui tên này người luôn đấy mọi người ơi. Đồ, ui ôi, đồ ở trong Will Pass kìa. Ui 5 bạn xem mình luôn mọi người ạ. Sợ thật đấy. Thế tên này là đang tính quay lại nhặt thẻ mọi người ơi. Đang tính quay lại nhặt thẻ. Ui ba lô ba này. Groza, rồi mình sẽ đổi khẩu Groza nha. Chứ cầm kiểu là review súng ấy, chỉ gọi là cầm cho nó đẹp thôi, chứ mọi người nhìn thì nó cũng không có đã mắt lắm đấy. Nên xương xương về những cái khẩu súng này thì mọi người cũng biết rồi, nên là mình sẽ đổi sang Groza nha. Ui không có đạn mọi người ơi. Có 150 viên đạn thôi mọi người ạ. Không biết là có đủ bắn nhau không đây. Chứ 150 viên đạn này là 40 viên ở băng đạn chính với hai băng đạn phụ là 90 viên thì không thể nào mà đủ bắn được mọi người ạ. Rồi, đồng đội mình thì lốc một rồi. Đồng đội mình mới lốc được một bạn thì cũng bị lốc luôn. Ui giời ơi, thôi xong rồi. 1v10 này không biết là mình có làm được không đây. Trận này 1v10 rồi mọi người. Khu này thì cũng hết máy hồi sinh rồi. Còn một duy nhất một cái hồi sinh thì nó đang ở ngoài ngoài vòng bo trắng nha. Ngoài vòng bo trắng thì cứu cũng rất là khó. Vì một khi mà cứu xong ấy thì cũng không có đồ ấy mọi người ạ. Mà bo bây giờ nó cũng rút máu đau lắm. Mình mọi người thấy cái hit của mình không? Lúc nào cũng trong cái tình trạng đỏ. Vẫn còn đang bốn bạn đang xem mình luôn. Mình có ốp X8 nên là mình sẽ zoom ra xem có bạn nào để check size nha mọi người nha. Chứ pha này mà bắn bậy là chúng nó đập vào mỏ đấy. Ở trên đấy còn hai team nữa mọi người ạ. 1v6 này mọi người ơi. Thế là còn một team 4 với một team 2. Hoặc là hai team 3 luôn mọi người ạ. Nó ở đằng sau đồi rồi. Hình như đang ở đằng sau đồi rồi mọi người ạ. Trời ơi, hai người đồng đội của mình đang xem mình với hai bạn nữa. Hình như là hai bạn mà mình mới lốc ở đằng à đâu, mới hạ gục ấy ở cái pha vừa nãy mọi người ạ. Rồi không có ai, mình sẽ công lên luôn nha mọi người nha. Mình sẽ công lên luôn. Ở trên đấy còn hai team đang bắn nhau, mình sẽ công lên ngư ông đắc lợi luôn mọi người ạ. Pha này phải chơi ngư ông đắc lợi thì may ra mới giành được top 1 thôi. Trận này thì mình đang khá là ít mạng ấy, vì đi từ đầu đến cuối chả có mạng lắm nên là thành ra hơi ít mạng. Rồi bạn kia cũng gờ ra mọi người ạ. Lốc 1 rồi kìa, team kia lốc 1 rồi kìa. Rồi team kia bị clear luôn cả bốn bạn luôn ạ. Vai cả đạn, team kia bị clear bốn bạn luôn. Trời ơi, thế là 1v3 thôi, còn 4 người thôi mọi người ơi. Mình sẽ đi nhặt xu nha, nhặt xu để nếu mà trong trường hợp khó quá thì mình sẽ cứu, nhưng mà chắc là cái bo này thì thôi rồi, không cứu được nữa rồi, bo này khá là đau. Chạy ra ngoài bo để mà cứu với vận mình chết luôn ấy. Mình sẽ phải chạy sát mép bo phát này để bắn làm sao đưa các bạn về cái thế gọi là bị bắt lẻ nha. Chứ bây giờ mà công thẳng mặt team bạn ấy thì cũng rất là khó. Mình cứ phải lốc được ai cái mình mới dám phi lên mọi người ạ. Ui trời ơi, nó hồi sinh kìa. Thế là team này 1v4 rồi mọi người ơi. Phát này 1v4 rồi, nguyên một team. Ui nguyên một team ở dưới này, lốc một tên. Mình đã lốc một tên rồi này mọi người. À tên kia vừa mới được hồi sinh thôi. Còn 3 tên nha mọi người nha. Súng mình thì còn 30 viên đạn thôi, 45 viên đạn. Rồi pha này không biết là có cần được 4 không. Không biết là có cần được 4 không. Một tên nhảy ra này, lốc tiếp một tên luôn này. Còn 28 viên đạn để cân team pha này. Rồi mình sẽ liều, một là top 2, 2 là top 1 nha. Một là top 2, 2 là top 1. Úi xồi ôi, mình xém hẹo luôn mọi người ơi. Top 1 gọi là đầy kịch tính mà team mình nó đập thình thịch như kiểu là trái tim ý mọi người ạ. Ôi rồi ôi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi hết video clip của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau nha. Bye bye.